Đây, hôm nay em mới về được con Sanwa RW2. Đây. Hình thức rất đẹp. Tháo ở bên trong này. Trong bo mạch mới. Bộ điện phân cũng rất mới nhé. Lát em sẽ tháo ra kiểm tra tấm điện cực sau. Đây. Cái con này là đây, các bạn đã có thể xem năm nó sản xuất nhé. Đây, sản xuất năm 2006. Đây. Như vậy là bây giờ là 17 năm. 17 năm mà bên trong vẫn còn đẹp nguyên như này. Đây. Còn ở phía bên ngoài thì dĩ nhiên rồi thì nó sẽ có cái độ ngà màu do thời gian ngà sang cái màu vàng do thời gian. Lát em sẽ lắp vào và test chất lượng nước nhé. Đây là cái buồng điện phân mình đã tháo ra. Đấy. Bây giờ mình sẽ đây nó có 5 tấm điện cực nhé. Bên phải là 3 này, bên trái là 2 này. Tổng là 5 tấm điện cực. Bây giờ mình sẽ tháo ra để xem các tấm điện cực bên trong nhé. Này, như các bạn thấy cái tấm điện cực này. Đấy. Còn rất là sáng, rất là mới nhé. Sau thời gian là 17 năm sử dụng này. Đấy. Đấy. Titan phủ platinum. Đây ở đây là có cái vết cặn này. Cặn bám này. Đấy. Sau 17 năm sử dụng thì những cái mà cặn bám này thì không thể tránh khỏi được nhé. Đấy. Tấm điện cực này rất sáng đẹp. Đây, đây tấm điện cực đi các bạn nhé. Sau 17 năm sử dụng này khá là mới, một số chỗ nó bị cặn canxi nó bám vào. Đây là cái màng bán thấm này. Này sẽ phải dùng cái axit citric để vệ sinh.